Với ngôi nhà gần trạm y tế xã Hưng Long trên đường Hương Lộ 11, nhà mình gần chợ Hưng Long là một cái tuyến đường từ đò Nguyễn Tuấn hướng quốc lộ 1A mình vào nhà của mình. Và đây là một trong những căn nhà mà dưới 2 tỷ cho cô chú và anh chị sở hữu pháp lý sổ hồng riêng, còn đúng một căn bên dãy nhà gần trạm y tế xã Hưng Long này thôi. Và xin mời cô chú và anh chị cùng khám phá ngôi nhà này cùng với Kim Thủy nha. Hello, Kim Thủy mến chào cô chú và anh chị. Hiện tại Kim Thủy đang đứng trên lầu của một cái ngôi nhà có view phía trước là một cái view kênh, có một cái hàng dừa xanh mát. Bình yên đâu có ở đâu xa phải không ạ? Ngay chính tại ngôi nhà của mình. Và nhà đẹp bên Kim Thủy luôn cập nhật nhà mới mỗi ngày, từ những căn nhà giá rẻ dưới 1 tỷ cho đến những căn nhà dưới 2 tỷ, dưới 3 tỷ, giá nào cũng có hết, cho mình có nhiều sự lựa chọn. Và đây là một trong những căn nhà còn duy nhất của cái dãy nhà mình gần trạm y tế xã Hưng Long. Bên hướng này cô chú và anh chị mình tìm nhà trong thời gian qua rất là nhiều, và đặc biệt căn nhà này chỉ có hơn 1 tỷ 8 thôi đã có một căn nhà như ý rồi. Thiết kế một căn nhà của mình một trệt một lầu đến 2 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh, có thiết kế sân trước sân sau mát mẻ. Và khu vực của nhà mình rất là bình yên, cái đó là một cái điểm mà cô chú và anh chị mình cần nơi ở rất là đáng sống. Và ngôi nhà hướng đông nam nếu mình đang cần tìm cái hướng. Và hiện tại Kim Thủy đang đứng trên lầu có 2 phân phòng ngủ, phòng nào cũng rộng như thế này cả. Và thiết kế căn nhà mình là tông màu xám trắng á, nên nhìn rất là sáng đó. Hiện tại căn phòng đầu tiên có một cái view nè, nguyên một cái khung cửa mở luôn, khung kính như thế này á, tạo cho căn nhà mình nó rộng hơn á, và có một cái tầm nhìn nó xa bao quát hết khu vực của nhà mình. Con đường ở phía bên cái dãy cây dừa đó là đường xe ô tô đến nơi, và có một cái view kênh ha, có một cầu bắc qua rất là thơ mộng luôn. Và cô chú và anh chị mình đang cần một tiệm nhà sổ hồng riêng, pháp lý sổ hồng có sẵn, cầm cái sổ trên tay mình có thể thế chấp vào ngân hàng để mình vay vốn tại địa điểm này. Vâng, trong thời gian qua Kim Thủy được cô chú và anh chị đón nhận nhà rất là nhiều, Kim Thủy cảm ơn cô chú và anh chị. Và sắp tới lâu dài nữa Kim Thủy còn khởi công thêm những cái mẫu nhà lớn hơn và có những cái công trình giá rẻ nữa, mong cô chú và anh chị ủng hộ Kim Thủy và theo dõi để chọn căn nhà sớm nhất. Và tại thời điểm này nếu tính ra khoảng tầm còn có 8 mấy ngày nữa thôi là đón một cái năm mới sắp đến nữa rồi. Thì nếu mà thời điểm này cô chú và anh chị mình chọn nhà là đúng lúc luôn á, đúng thời điểm luôn. Vì mình sẽ chỉnh trang cho ngôi nhà của mình gọn gàng và ngăn nắp hơn. Đó, với ngôi nhà ở trên lầu 1 nè, tông màu trắng rất là sáng. Và trần trên đây cũng là trần plafond thạch cao, nó được làm rất là cao ráo và thoáng. Và căn phòng ngủ thứ hai, với căn phòng ngủ này thiết kế cửa sổ với nhà tới 2 khung chắc chắn. Và với căn phòng này ở được 2 thành viên thoải mái, nhà mình có 2 phòng ngủ lận. Nếu mà gia đình nhỏ của mình có vợ chồng nè, có 2 người con nè, ở rất là thích. Còn nếu mà gia đình mình mà cần có phòng ngủ tầng trệt để chăm sóc ông bà lớn tuổi thì phòng khách của mình rất là rộng, mình có thể thiết kế một cái giường xếp. Còn nếu mà mình cần phòng ngủ tầng trệt thì hiện công trình bên Kim Thủy còn rất là nhiều mẫu cho mình lựa chọn. Và phía sau nhà mình là căn phòng vệ sinh ở trên lầu, đầy đủ những trang thiết bị gương và bồn rửa tay đặt phía ngoài. Còn bồn vệ sinh thì đặt phía trong đây, nó gọn gàng. Cửa là cửa nhôm chống rỉ sét rồi. Đó, trên đây là trần là phong nha, gạch ốp tường sạch sẽ cao ở tại nóc luôn. Không gian phía ngoài đón gió từ bên ngoài bằng những cái khung sắt nè, an toàn chắc chắn rồi. Ngôi nhà được xây kiên cố chắc chắn cho mình sở hữu căn nhà ở lâu dài, và sổ hồng của mình ở pháp lý full thổ cư 100%, ngang 3m9 và dài 19m nha. Xung quanh ở đây dân cư ở rất là đông, và xin mời cô chú và anh chị trở lại tầng trệt cùng với Kim Thủy để xem mặt diện của ngôi nhà của mình nha. Trở lại không gian mặt diện trước của ngôi nhà của mình với kiểu máy hộp ha, được là sơn và tông màu trắng xám rất là sang và đẹp. Hàng cửa cổng của mình ha là một dàn cửa bốn cánh rất là chắc chắn và kiên cố. Và ngôi nhà này có thiết kế một cái khoảng sân trước sân sau, như là khoảng sân trước này đây đã làm cho mình 2 cái bồn trồng cây, đã trồng những mảng cây tươi cho đón nhận một ngôi nhà xanh mát rồi. Cô chú và anh chị thấy khi mà cảm nhận ngôi nhà này trên video nó thấy phù hợp, còn mời cô chú và anh chị mình đến xem nhà trực tiếp nha. Thì nhà bên Kim Thủy được cập nhật nhà mới thường xuyên, nhưng mà cô chú và anh chị mình thấy trên video rõ rồi, chủ yếu là mình đi xem nhà trực tiếp xem có phù hợp với nhu cầu của mình hay không. Mỗi video Kim Thủy đều chia sẻ vị trí rõ ràng và giá tổng cụ thể, và pháp lý chắc chắn là cái điều quan trọng đối với một căn nhà mà cô chú và anh chị quan tâm. Kim Thủy đảm bảo chia sẻ pháp lý rõ ràng nhất, từ nhà giá rẻ cho đến những căn nhà mà cao hơn. Và với căn nhà này cho cô chú và anh chị đón nhận chỉ có hơn 1 tỷ 8 thôi là giá tổng, không phát sinh thêm chi phí nào hết. Ngôi nhà đã cho mình những cái ốp vách PVC bên dọc bên tường bên đây, đó là cái lọc tri ân mà Kim Thủy
gửi gắm cho ngôi nhà này. Vâng, Kim Thủy cảm ơn cô chú và anh chị rất là nhiều đã có những cái bình luận góp ý chân thành dành cho Kim Thủy trong thời gian qua. Và thời gian sắp tới cũng rất là dài, Kim Thủy rất là mong cô chú và anh chị mình ủng hộ hai nhà bên Kim Thủy sắp tới nữa, vì công trình bên Kim Thủy mỗi ngày sẽ có những cái công trình mới thường xuyên. Và với căn nhà này cho mình tới ngang 3m9 và dài 19m, không gian nào cũng rộng hết á. Gạch lót nền á, là lại loại đá bóng kính kích cỡ là 80x80 nha, tông màu trắng sạch sẽ. Và có những cái đường chỉ thẻ bên đây nè, mình lau dọn quét sạch sẽ nè. Và trên trần là trần la phong thạch cao nha, có một cái đèn pha lê chính giữa lung linh, đèn lon thắp sáng hết cái căn nhà của mình. Và tủ với chân cầu thang nha, làm hai mặt luôn á. Mặt trước thì có rất là nhiều ngăn nè, tha hồ mình để đồ lưu niệm, để chén dĩa nào rất là cưng luôn. Và với không gian này nãy Kim Thủy chia sẻ, mặc dù nhà mình hai phòng ngủ và dời lên lầu, nhưng mình có thiết kế một cái giường xếp nếu mà có ông bà mình nghỉ ngơi nha. Vì nhà thì với tầm cái tiền nào của đó, nên cô chú và anh chị mình tìm nhà mà sổ hồng riêng mà nó rẻ thôi, thấp thôi, thì với những cái căn nhà này Kim Thủy quá là thấy phù hợp rồi. Còn mình nhà muốn là nhiều phòng hơn thì chắc chắn nó sẽ giá cao hơn. Và cầu thang thì thiết kế ngay giữa nhà, lối đi thì nó rộng rãi dễ đi, dọc theo cái này là ốp PVC giả đá hết. Còn khu vực ở dưới nhà bếp á, thì có làm cho mình có lớp trắng gương phản chiếu này, rất là hay nè. Mình cảm giác như là không gian của mình nó rộng hơn á. Còn gian bếp thì nguyên chữ L luôn nè. Tủ bếp thì có rất là nhiều ngăn, tha hồ cho cô chú và anh chị mình để đồ thoải mái luôn. Đó, và có hai bồn inox rửa rau rửa bát. Và nhà mình là điện nước của nhà nước nha, nước thủy cục luôn ạ. Mình đang cần một ngôi nhà giá sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng, nhưng mà với một cước giá mà tài chính của mình trên dưới khoảng 1 tỷ, thì với căn nhà này cho cô chú và anh chị chỉ cần 1 tỷ thôi là sở hữu căn nhà này rồi. Nhưng mà phần còn lại sẽ được ngân hàng hỗ trợ vốn vay thêm, vì giá tổng của căn nhà của mình là 1 tỷ 850 triệu, không phát sinh thêm chi phí nào hết. Với căn nhà thiết kế với tầng trệt, phòng khách, phòng bếp và căn phòng vệ sinh ở phía sau cùng, sân trước, sân sau mát mẻ. Đây là một cái vị trí thuận tiện để mình đi chợ Hưng Long, hướng từ đường Nguyễn Tuấn hướng ra quốc lộ 1A, và cái hướng nữa là giao lại quốc lộ 50 để về quận 8 thuận tiện, khoảng tầm 20 đến 30 phút thôi. Cô chú và anh chị đã về trung tâm quận 1 rồi. Và với khoảng không gian này mình thiết kế một cái tủ lạnh nè, rộng rãi, và mặt sau của cái cầu thang lúc nãy á, thứ hai mặt lận. Đây nhiều ngăn nha, tha hồ mình để đồ trang trí và lưu niệm rồi đó, hoặc mình để đồ khuyết không gian bếp thì mình để nồi chén chẳng hạn. Đã để một bộ bằng ăn bốn ghế khu vực này thoải mái. Ở trên trần nên thể thấy có một cái luồng gió mát từ đây nè. Wow, gió thổi lối thổi. Và nhà mình hướng đông nam, là một trong những cái hướng mà buổi chiều nó mát. Nhưng mà thường thì Kim Thủy chia sẻ rõ về cái hướng rồi. Cô chú và anh chị mình muốn tìm nhà theo phong thủy thì nhà bên Kim Thủy đông tây nam bắc đều có cả. Mong cô chú và anh chị mình vào theo dõi kênh, và mình tùy vào tài chính của mình chọn nhà thế nào, thì kênh của Kim Thủy rất là đa dạng và phong phú. Nhà giá nào cũng có hết á, vì trực tiếp bên Kim Thủy là có xây dựng rồi đó, nhưng mà bên Kim Thủy có liên kết anh em chủ đầu tư thêm, và có nhận thêm ký gửi nhà bán nữa. Trong thời gian qua, Kim Thủy được cô chú và anh chị tin tưởng và đã gọi Kim Thủy đây review nhà, là một cái điều mà Kim Thủy rất là vui, vì Kim Thủy là cầu nối để cho sản phẩm bên Kim Thủy ngày càng đa dạng hơn. Vâng, Kim Thủy rất là mong sắp tới cô chú và anh chị tiếp nối đồng hành cùng với Kim Thủy nữa nha. Và với không gian căn phòng vệ sinh ở dưới tầng trệt thì cũng thiết kế cũng khoảng bằng nhau ở trên lầu đó. Cũng bồn vệ sinh ha, bồn rửa tay thì gương đặt phía ngoài, không gian phía sau thì cũng thoáng nữa nhờ những cái khung sắt như thế này nè. Đó, với căn nhà mà có một trệt, một lầu, hai phòng ngủ và hai phòng vệ sinh, cho cô chú và anh chị một cái nơi rất là đáng sống, gần chợ Hưng Long, là một cái vị trí rất là sầm uất luôn. Mình thuận tiện về tất cả các quận huyện, đặc biệt là về quận 8 gần nhất luôn. Và nếu mình về quận Bình Tân á, thì đi theo cái tuyến đường quốc lộ 1A, mình về Tinh Lửa thuận tiện. Thường thì Kim Thủy hay đi vui chơi, ăn uống và xả stress ở Idol Bình Tân. Kim Thủy nếu mà buổi tối đi khoảng 15 phút thôi, còn đi buổi chiều hay là đông đúc chút xíu là khoảng 20 phút. Nếu mà cô chú và anh chị ở tất cả các quận huyện, mọi miền đất nước và khách nước ngoài, mình chưa biết cái vị trí nhà mình ở đâu, có thể search Google Maps là chợ Hưng Long trên đường Hương Lộ 11 giúp Kim Thủy. Vị trí thì Kim Thủy đã chia sẻ rõ rồi. Còn giá tổng căn nhà mình, Kim Thủy xin chia sẻ một lần nữa là 1 tỷ 850 triệu, không phát sinh thêm chi phí nào hết. Giá này bên Kim Thủy sẽ hỗ trợ bao sang tên, vì sổ hồng có sẵn rồi, muốn công chứng lúc nào cũng được hết á. Một ngôi nhà mới cho cô chú và anh chị mình đón căn nhà về ở ngay được rồi. Xách vali về là mình đón một cái Tết linh đình phải không ạ? Nghe nói Tết
bắt đầu nôn rồi đó. Vì trong thời gian gần đây bên Kim Thủy chuẩn bị vừa xây kịp những công trình để trước Tết, để cho chú và anh chị mình trang hoàng cho ngôi nhà của mình. Và với những mẫu nhà bên Kim Thủy cập nhật thường xuyên thế này, mong cô chú và anh chị mình đăng ký kênh để mình theo dõi cập nhật sớm. Vì công trình bên Kim Thủy mỗi ngày có những cái sản phẩm mới cho mình có nhiều sự lựa chọn. Và cái khu này là đường trước nhà của mình cũng sạch sẽ, đường bê tông 4m, nhưng mà cái cầu mà bắt qua các con kênh thì mình có thể đi xe Kia Morning nhỏ thôi. Còn nếu mà đi xe tải, xe ô tô lớn, mình có thể đậu từ bên kia qua nhà mình khoảng 50m thôi ạ. Với khu vực này rất là an ninh, không khí mát mẻ, trong lành và không bị ngập nước ha. Kim Thủy đảm bảo điều đó. Mà nếu mà mẫu nhà này phù hợp, cô chú và anh chị gọi Kim Thủy theo số hotline trên màn hình để đến xem nhà trực tiếp. Kim Thủy sẽ hẹn cô chú và anh chị ở trạm y tế xã Hưng Long để đón cô chú và anh chị đến xem mẫu nhà này. Và xin chào cô chú và anh chị, hẹn gặp lại những video nhà mới hơn. Coi mà đủ không?